Phạm Quang Lôi đến từ Việt Nam Airlines. À, Việt Nam Airlines à? Mét 73-64 kỳ lấy em size L nhá. Đây nha. Đây, bây giờ sẽ lên áo Miu Điêu. Áo Miu Điêu. Xong, đứng xa một tí nè. Đứng xa một tí cho mọi người nha. Từ từ từ, phải nghiêng nghiêng người. Từ từ này. Đấy. Nói đi. Cô Miu Điêu. Ghim chưa, ghim chưa? Đây, 5 4 3 2 1 Ghim action. Mọi người thấy giá bao nhiêu? Mọi người có thể comment chiều comment, mọi người có thể comment cho em biết giá được không ạ? Mọi người có thể comment giá cho em biết được không ạ? Giá nên biết của nó là 450k. Không, không có cái áo này không? Hôm nay chỉ còn 289k cái lúc kìa. Rẻ thế? Rẻ lắm rồi ạ. Hôm nay vì mời được siêu mẫu Quang Lôi đến từ Angolia nên là có giá như thế thôi, bình thường không có giá này đâu. 284k, 280k kìa. Ui trời. Ui, sao rẻ thế? Mẫu vào đây này không nên supply của chú Hoàng đấy, vào đây. Chú Hoàng không có cái áo này à? Chú áo chú Hoàng giặt đây. 271k, ui sao rẻ thế nhỉ? Em mới nhận được hai áo. Đây. 271k này. Mọi người thấy giá mà dưới 289k nha. Xem mờ. Vâng, đi bán hàng nha. Vâng, nghe tên nhà vâng lúc nha. Cái áo này cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Đây mọi người, không nên đi thay áo. Đây. Đây, xin mẫu. Đây, mẫu ảnh đây. Mặc áo đây, hai mẫu. Hai mẫu ảnh đây. Hai mẫu ảnh đây. Không thấy được. Hai mẫu ảnh triệu view này, thế này không bán được thì thôi đấy nhà luôn nhỉ. Hôm nay sẽ lên 20 suất cho mọi người nhá. Lên 20 suất cho cả nhà nhá mọi người nhá. Áo Miu Điêu này này. Hai mẫu này xấu nhỉ. Đây áo này form nó là size S, size M và size L. Anh đang mặc size gì? Mình đang mặc size M nhá. Size M. Đang mặc size S nha. Size M thì sẽ ấy hơn. Hoặc là khoảng size L mình thường thường. Thường thường mình mặc size L là sẽ đẹp hơn. Nhưng mà hôm nay chỉ có size M thôi. Lấy áo của mình. Mọi người ơi, đừng mặc size S nha. Nó đang mặc size S à chú ạ? Hả? Đừng lôi đang mặc size S à? Lôi là size kids. Trời ơi, mọi người bảo lôi không học à kìa. Lôi không nữa. Lôi không học đâu. Từ từ đã bán hàng cái áo này xong thì học xong được. Về bọn em đang hở tính. Giá của nó là 450k nhưng mà người ta giá nhận biết nha. Lên bao nhiêu con đây? Lên 20 con đi. 20 con còn 16 con nữa mọi người ơi. Còn 16 con nữa cả nhà nhá. Còn 16 con giá là 289k là cực kỳ rẻ đúng không mọi người ạ? Cực kỳ rẻ luôn nhá. Được free ship này. Bảo hành cho cả nhà đến 90 ngày này. Hôm nay đi khuẩn nào mà không có voucher à? Thế đây là cái gì nhỉ? Hình in là hình của lôi con nha, idol lôi con nha mọi người nhá. Idol TikTok để phòng của mình. Idol TikTok là lôi con nha mọi người nhá. Cảm ơn Ngọc Oi nhá. Đấy. Và hình in là hình in đề can cao cấp. Đấy mọi người lúc giật máy là mọi người cứ lột trái với em, cẩn thận với em một tí. Không bong tróc. Yên tâm mọi người, có vấn đề gì thì mọi người cứ nhắn tin cho bọn em nhá. 289k nha mọi người nha. Đầy đủ xa luôn, hàng này hàng mới về luôn. Hàng mới về luôn, cảm ơn Hà Anh nha. 39kg thì lấy xe S. Xe S thì sờ nói rộng một tí. Nhưng mà mặc có thể mặc dấu quần hoặc là sơ vin cũng được. Đây mặc thế này cũng được này. Hết rồi hay sao vậy? Không đâu, hàng này hàng mới về đấy. Mới về luôn mọi người nha. 289k nha mọi người nha. 289k, giá đi biết của nó là 450k. Mà hôm nay trong phiên livestream của em bán là 289k. Tắt livestream là về lại giá gốc của nó là 450k nha mọi người nhá. Chị mua size M, cảm ơn chị.